Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực công viên Biên Hùng, ngay tháp vòng xoay đồng hồ. Lúc này là 8 giờ buổi sáng ngày hôm nay, ngày 23 tháng 5 năm 2024. Bữa nay thì kênh Đồng Nai Quê Tôi gửi đến quý các bạn một số hình ảnh từ khu vực chợ Lò Bò, khu Lò Heo và chợ Biên Hòa để quý các bạn cùng theo dõi. Vực chỗ này là đường 30 tháng 4 thôi quý vị. Thời tiết lúc này thì có nắng, nhiệt độ bên ngoài là 31 độ C quý vị, trời rất là mát. Khu vực đường 30 tháng 4 này rất là đẹp ha quý vị. Đây cái khu hành lang dành cho người đi bộ này, mới làm cách đây vài tháng. Ở đây ngay hẻm số 250 đường 30 tháng 4 là khu chợ Lò Bò ha quý vị. Này vào khu chợ Lò Bò quay cho các bạn cùng xem. Đây có bán tôm nè, rồi chè các loại. Khu chợ này cũng không có lớn quý vị. Ồ, heo quay ngon quá. Trái cây này quý vị, đủ các loại trái cây. Cá khô, thịt heo. Chỗ này có một tiệm hủ tiếu này. Có cua lột ngon quá trời luôn. Đây khu chợ Lò Bò chỉ có một khúc vậy thôi quý vị. Sáng thì dọc ở đây có một số quán cà phê. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai Quê Tôi sẽ di chuyển hướng tay phải ra đường Trần Minh Chí. Đây có quán cà phê đẹp kìa quý vị nè. Khu này thì có cơm tư búa. Khu này buổi sáng cũng rất là đông vui quý vị. Quán cơm tư búa đây quý vị này. Thời điểm này thì vào mùa mưa cho nên là công ty cây xanh họ cắt cây quý vị. Cây nó cao, lòi những cái cành ra nó vướng thì phải cắt bớt đi. Đường này là đường Phan Đình Phùng ha quý vị. Bên đây là Sở Lao động Thương binh Xã hội này, và đối diện là Vịt Quay Hạnh Phúc. Tiếp tục thì kênh Đồng Nai Quê Tôi sẽ di chuyển vào đường Cách Mạng Tháng 8.
sáng ngày hôm nay thì thời tiết trời cũng rất là đẹp thưa quý vị. Trời rất là trong. Mùa này vẫn còn những cây hoa cành hồng nó nở quý vị. Bên tay phải đây là trường tiểu học Quang Vinh. Tiếp tục thì cần này của tôi sẽ di chuyển vào khu lò heo có cái gì. Phía bên tay trái mà thì các bạn có thể nhìn thấy GS25. Đây là cái hẻm số 337 là đường đi vào khu lò heo. Xe rất là đông. Chắc cần hôm nay của tôi chạy vòng lên trên hay vòng xuống. Thời điểm này xe nó đông quý vị. Đây là hẻm vào khu lò heo đây quý vị. Sáng ở trong đây cũng có một số quán cà phê nhỏ. Biết mọi người ở xa quê hương nhìn lại quang cảnh này, cung đường tại khu lò heo có khác so với ngày xưa không? Chỗ này đường ướt, chắc buổi sáng này có mưa quý vị. Phía trong đây thì có một cái chùa giống như chùa Miên vậy quý vị. Xá ở trong đây thì hẻm nó rất là nhỏ. Giờ vẫn còn những cái xe bán hàng rong quý vị. Ở đây là đường ngay chỗ cái hẻm mình đi vào lẩu tôm Lâm Ri quý vị. Rẽ tay phải mình sẽ chạy vào lẩu tôm Lâm Ri. Còn đi ra khu này là ra khu phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Sáng ở đây có mấy cô đang tập thể dục.
sáng các cái quán hủ tiếu rất là đông khách quý vị. Đường Huỳnh Văn Lũy này cũng là thuộc khu Lò Heo luôn quý vị. Tiếp tục thì cơn hôm nay của tôi sẽ di chuyển hướng ra khu chợ Biên Hòa quay cho các bạn cùng xem. Chợ buổi sáng rất là đông vui nè. Ồ, những chiếc xe bán lê, bán bơ quá trời ngon luôn. Ở đây có xe đậu phộng với lại khoai lang. Tiếp tục thì cơn này của tôi sẽ di chuyển vào khu chợ nhỏ tại chợ Biên Hòa. Phía bên phải đây họ bán măng đủ loại quý vị. Cá quá trời luôn. Phía trong đây là các sạp bán bún với lại rau củ quả các loại quý vị. Đây chị này chỉ bán lá cẩm nha mọi người, mua lá cẩm ghé chị này, chị bán lá cẩm, chỉ có khu chợ Biên Hòa này có chị này là bán lá cẩm thôi. Tôm họ xếp ra cái bàn cho nó nhảy luôn quý vị. Quầy tôm khô, cá khô. Ồ, cá chê này. Ồ, cá rô đồng. Chợ nhỏ này khá là đông vui quý vị. Tiếp tục thì kênh hôm nay của tôi sẽ di chuyển đi một vòng khu chợ Biên Hòa quay cho các bạn cùng xem. Rồi có những cái xe trái cây này. Xoài, dưa lê với lại sabu chê. Ở những cái khu này bảo vệ nó dẹp, nó không cho bán đâu, quý vị thấy nè. Mấy chú bảo vệ đang đứng đây nè. Đây có những cái xe chở quýt này. Quýt mùa này 35.000 một ký quý vị. Ồ, trái cây họ xếp hấp dẫn chưa?
khu họ bán rổ rá này. Phía bên đây có bán heo quay nem nướng này. Đường này là đường Nguyễn Hiền Vương thôi quý vị. Ra đường này là đường Nguyễn Thị Hiền này. Phía tay trái đây có bán gỏi cuốn cũng rất là lâu rồi quý vị. Gỏi cuốn nem nướng, bún thịt nướng. Chỗ này có một cái công viên nhỏ. Tiếp tục thì kênh đồng nai của tôi sẽ rẽ xuống đường Phan Chu Trinh. Cung đường bán trái cây. Bên đây có bánh mì thu, bánh mì xíu mại cũng rất là lâu đời quý vị. Đây là phía sau của chợ Biên Hòa, cổng dưới đằng sau quý vị. Có món gà bó xôi 6.000 một miếng. Khoai sọ này quý vị. Tiếp tục thì cái hôm nay của tôi đi ngược ra đường Nguyễn Văn Trị. Cổng chính của chợ Biên Hòa ở đây là quý vị này. Họ cứ đuổi thì mấy cái xe lại rời ra đây, tí lại rời xuống. Này chợ cũng rất là đông quý vị. Và ngày hôm nay thì kênh đồng nai của tôi gửi đến quý các bạn một số hình ảnh về khu chợ lò bò, khu lò heo và đặc biệt là chợ Biên Hòa để quý bạn cùng theo dõi. Đến đây kênh đồng nai của tôi xin phép dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý bạn yêu mến kênh đồng nai của tôi, quý bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh đồng nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.